Từ vùng đất phong phú của Việt Nam, Vietson Bernest mang đến sản phẩm yến xào cao cấp cho thị trường Úc, yến hũ chân đường, yến hũ chân đông trùng hạ thảo và tổ yến nguyên chất. Sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất với chứng nhận HACCP ISO 2018 và giấy phép nhập khẩu chính ngạch từ Bộ Nông nghiệp Úc, cam kết chất lượng và an toàn, sản phẩm Vietson Bernest sẵn sàng chinh phục thị trường Úc chú trọng đến từng chi tiết, đảm bảo sản phẩm an toàn, sạch và dinh dưỡng. Chúng tôi đang cần hợp tác với các bạn. Vision Birdness, đem đến sức khỏe và phồn vinh từ thiên nhiên. Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay. Nguyên Khang xin kính chào quý khán giả của Việt TV Australia và chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự nước Úc hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024 thì đồng hành uh, cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay đó là kế toán gia uh, Phong Huy Nguyễn à, xin kính chào anh Huy. Dạ yeah, chào anh Khang và chào tất yeah. quý vị. Dạ. Yeah. Dạ yeah, thì uh, cho quý vị hôm thấy hôm nay cũng có cái sự khác biệt đó là hôm nay Khang thay Kim Hoàng để mà có cái dịp trò chuyện cùng anh Huy trong cái chương trình thời sự hôm nay thì uh, một trong những cái vấn đề mà Khang và anh Huy sẽ bàn hôm nay đó là cái sự tương đồng giữa hai cái chính phủ Labor đó là chính phủ của uh, thời của Bob Hawke và chính phủ của uh, Labor hiện tại đó là Albanese và đặc biệt hơn nữa là hai cái thủ tướng của hai cái chính phủ Labor này có hai kiến trúc sư trưởng rất là có nhiều điểm tương đồng và cũng có nhiều điểm khác biệt đó là uh, uh, bộ trưởng ngân khố Pocetting thời Bob Hawke và bộ trưởng ngân khố Jim châm của thời Anthony Albanese thì anh Huy có thể cho khán giả được biết cái sự khác biệt hay là điểm tương đồng cơ bản của hai cái vị uh, yeah. Yeah bộ trưởng ngân khố này không ạ và cảm ơn nguyên khang thì hôm nay có lẽ chúng ta đi ngược dòng thời gian yeah. đi vào hơn ba thập niên trước thưa quý vị thì có lẽ là cá nhân chúng tôi cũng rất là may mắn là đã đã được làm việc vào những cái thời điểm đó cũng yeah. như là một người kế toán mà cũng đã được uh, cơ hội để theo dõi những cái tình hình kinh tế yeah. vào những cái thời điểm khó khăn nhất vào ở thập niên 90 như yeah. là nguyên khang vừa đề cập thì đây, đây 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 là cũng là một đúng là một cái đề tài hay là để chúng ta so sánh được chúng ta đang ở vào một những cái ngưỡng cửa gọi là bắt đầu khó khăn yeah. nếu không nói là kinh tế sẽ suy thoái yeah. hay là đang suy thoái yeah. ờ, chúng ta nói về GDP sau nhưng mà chúng ta nói là những điểm tương đồng là gì thưa yeah. quý vị vào ở thập niên 90 đó thì ở năm 90 91 92 đến năm 94 đó là một khoảng thời điểm rất khó khăn là chúng ta đang ở trong một cái tình hình gọi là kinh tế suy thoái toàn cầu Yeah. thất nghiệp ở Hoa Kỳ cũng lên tới 90% phần ở úc lên tới 11-12% phần yeah. lãi suất thì 17.5% phần yeah. trăm đó đó là những điểm khác yeah. à, và vào thời điểm đó, đó thì uh, Nguyên Khang biết là có những cái điểm mà nó gọi rất chú ý là trước đó đó tại sao chúng ta phải có cái recession là tại vì uh, những đại công ty trên toàn thế giới kể cả nước úc yeah. vay mượn quá nhiều yeah. đây là cái bệnh của mà tôi gọi là chế độ tư bản đó. <laughs> đến một cái chu kỳ yeah. đó là họ là họ vay mượn quá và nhiều công ty bị sụp đổ ngay yeah. tại úc cho nên yeah. đưa cái tình hình kinh tế nó vào vấn đề suy thoái yeah. và một cái câu nói rất là à, nó gọi là à, nó gọi là rất là, là 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 famous của 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 tổng đứa ngố bokeeting phải đó là recession we have to have là yeah. chúng ta phải bắt buộc vào suy thoái chứ yeah. tôi không không có để tình trạng mà cứ kéo dài cứ vay mượn tiền rồi ừ. sống ở yeah. trên mây được sống trên ảo được yeah. thì yeah. cái đó là sự tương đồng nhưng yeah. mà Ờ, cái thời điểm này thì chúng ta thấy nó hơi hoàn toàn khác được. chúng ta không có cái lãi suất 17.5 ừ, yeah. chúng ta không có tỷ lệ thất nghiệp 11, yeah. chúng ta có lãi suất chỉ khoảng 6, mấy mà thôi yeah. và yeah. chúng ta có tỷ lệ thất nghiệp trong tuần này được thống kê là chỉ bắt đầu đi xuống là 4% thôi thì hai cái điều hoàn khác nhau nhưng mà có yeah. một cái điểm nó gọi là uh, nó gọi là 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 một khác hoàn toàn đó là chúng ta đang bị khủng hoảng về gia cư giả yeah, nhà tăng, yeah, rồi. nhưng mà chúng ta yeah. không có về ảnh hưởng đó. Tại vì thời điểm mà ừ. recession của năm, năm 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 90 đó, thì người ta không có khả năng trả nợ được cái căn nhà yeah. và và cái đó là cái 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 uh. điều mà nó gọi là nhiều những cái sự giống và nó cũng cái vào cái thời điểm khó khăn thì nó có đâm ra người ta hay so sánh về những cái tỷ lệ không lạm yeah. phát cũng như là thất nghiệp. Yeah. Về phương diện cá nhân thì khang vẫn nhớ là uh, pocketing lúc đó khi mà là bộ trưởng uh, ngân khố của thời thủ tướng á, thì ông cũng là 46 tuổi đúng không và có một cái điểm tương đồng nữa là jim cham uh, bộ trưởng ngân khố của thủ tướng hiện tại là anthony Albanese cũng 46 tuổi và anh có đọc xong cái cái cái, cái uh, anh có xem cái quá trình học tập của ông uh, bộ trưởng ngân khố hiện tại là jim cham đó thì một trong những cái luận án tiến sĩ của ông là nghiên cứu về chính sách kinh tế của Pocketing. <laughs> thật sự mà nói thì nếu mà nếu mà nói về cá nhân của hai tổng yên khố đó thì rõ ràng là thời trước thời sau phải không người yeah. đi trước người yeah. sau ông Putin tiên là một người đối với cá nhân chúng tôi thì nhận thấy là ông tiên một người rất là có khả năng về về kinh tế tuy là một người uh, rời trường lúc 14 tuổi ai cũng biết điều đó hết yeah. và sau này tự ông đã đi học sau Ờ, và ừ. đã tốt nghiệp ở kinh tế nhưng mà cá nhân ông đã đưa ra những cái sáng kiến khá ừ. hay, yeah. thức thời và đẩy đảng lao động ở vô một cái vị trí là những người người ta cho rằng ờ à, đảng lao động là không có không có khả năng về kinh tế hay là lèo ừ. lái ừ. kinh tế dở hơn ở liên đảng yeah. nhưng mà thực sự Pô Ký Tinh đã chống lại điều đó ừ. bằng cho là cái khả năng của ông ta là có nhiều những khả năng mà đẩy cái đảng lao động về thành một cái vị trí là chúng tôi là những người rất có khả năng để lèo lái kinh tế yeah. đó đó là cái điểm mà, mà nó khác biệt cho nên là uh, tổng đức ngân khố poketin uh, về sau là thủ tướng của nước úc yeah. đã làm một cái vị trí khá là mạnh yeah. và có những cái đường hướng nó rất là uh, khá, có những cái điểm rất là mạnh về kinh tế yeah. nhất là vấn đề cải tổ kinh tế Dạ, là cái Vì ông ta cũng là người mà đưa ra cái chính sách mà còn xâm sinh tác là thuế tiêu thụ GST đó. Nhưng mà rất là lạ là vào thời vào thời đảng lao động thì không ra được mà mãi sau liên đảng họ mới ra ra đời cái thuế GST. Dạ. Thì gần đây thì phương tiện truyền thông thì cũng hay đưa ra những cái bình luận cũng như là những so sánh về năng lực, về đánh giá năng lực của Jim Chalmers và so với marketing bởi vì người ta thấy có nhiều cái điểm tương đồng và cũng theo cái cái các cái truyền thông đó thì người ta cũng đánh giá là Jim mà cũng có những cái điểm sáng trong cái chính sách của ông. Tuy nhiên thì nếu nói về cái độ sâu sắc đó, thì dường như là những cái thể hiện qua ba cái lần mà bất thì người ta có cảm thấy là những cái chính sách của Jim mà đưa ra đó nó thiếu một cái tham vọng, thiếu một cái tham vọng để có thể đưa nước úc trở lại cái thời vượt qua khủng hoảng và tiến vào cái thời hoàng kim như là như là Pop như là普京 đã từng làm. Vâng, thì uh, Ngân hàng thấy là nếu một người lãnh đạo hay là người nằm ở trong vị trí lãnh đạo thì phải có yeah. có, có có những cái hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất là phải có cái tham vọng của mình yeah. và phải có những cái sự khả năng để lèo lái yeah. nếu mà ông jim chăm đi có khả, hai khả năng đó thì chúng tôi nghĩ rằng ông sẽ tương đồng với lại poketing yeah. nhưng mà vì cái sự gò bó trong cái guồng máy chính trị guồng máy đảng thì chúng ta <laughs> nó phải là guồng máy của đảng yeah. lao động yeah. à không có thể đi quá xa là phải 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 nằm theo cái khuôn là climate change chẳng hạn ừ. thì sẽ bị gò bó không không có đủ mạnh tay để cắt giảm những cái chi phí xã yeah, hội. Yeah. Thì cái những cái chuyện không dám không dám không dám đó nó dẫn tới cái yếu tố <laughs> là những uh, cái sự cái sự mà quyết định về kinh tế nó sẽ bị gò bó dưới cái vùng máy chính trị thì chắc chắn là cái khả năng nó sẽ bị nó sẽ bị yếu đi yeah. và uh, cái ngân sách của Đảng lao động nó sẽ không có đủ mạnh như yeah. chúng ta đã thấy trong những ngân sách vừa rồi không có đủ mạnh ở cái điểm là không có đủ đủ mạnh để cải tổ đưa nước úc là vì cái chỉ rất là tạm thời và chắc vá nhiều hơn yeah. là cái vấn đề mà Putin đã rất là mạnh dạng mà hay lèo lái và và cái Burkittin cũng lèo lái nước úc qua một cái một 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 cái một cái kỷ nguyên mới đó là dưới thời lãnh đạo dưới dưới quyền ông ta là thủ tướng cho yeah. nên yeah. nguyên hàng thấy là những cái người có tài năng là những người lèo lái và phải có cái sự mạnh dạng yeah. và sự, sự quyết đoán ở trong đó về những cái chính sách nhất là đường những cái chính sách về cải tổ. Dạ. Yeah. Yeah. Là theo anh đó thì cái sự khác biệt lớn nhất đó là uh, Putin đã là cái người bộ trưởng ngân khố thành công và có những cái chính sách có tham vọng mà cũng có khả năng đào lái và yeah. điều này đã đưa ông sau khi mà bóp hốt từ nhiệm ấy, thì ông lên làm thủ tướng. Vâng. Thì đối đối với những người cũng như người trong những việc tài chánh thì họ lúc nào họ cũng nhớ những cái người yeah. như là Putin, Pinochet, Costello yeah. là hai cái người mà trong lịch sử cận đại chúng nói là cận đại là khoảng ba ba chục năm á yeah. thì là những cái đó là những cái người được nhắc đến uh, tên tuổi thì vì họ để lại cái legacy, à, legacy họ yeah. họ để lại những cái dấu những ứng. cái chuyện, dấu ấn những cái yeah. gì mà họ đã làm những cái sự cải tổ yeah. chứ không phải là những cái uh, những cái điều mà chấp vá rồi đi theo những cái nguồn mảy khuôn á yeah. chẳng hạn như là chúng ta có nhiều tổng trưởng ngân khố như là ông Wayne Swan chẳng hạn Wayne cũng yeah. là tổng thư ngân khố là chủ tịch đảng lao động đó yeah. thì ông ta cũng là nguồn ngân khố mà nó chìm vào trong bóng tối nhưng mm. mà được nhắc đến của lãng lao động cũng như là thủ tướng bóc Hót yeah. à, uh, à, uh, tổng đương cố Paul Kittin, hay là yeah. ông Peter Costello là cũng yeah. tổng đương khố mà nó gọi là khá khá là mạnh mẽ trong một thời gian khá dài để yeah. lèo lái kinh tế của nước Úc. Yeah. Yeah. Thì trở lại kinh tế vào những năm 90 dưới cái thời mà Pocketing làm Bộ trưởng Ngân Khố đó thì đúng là kinh tế vào thời điểm đó nó 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 có những chỉ số mà phải nói là cực kỳ báo động, cực cực kỳ nguy hiểm luôn. Đó là lãi suất lên đến 17,5% thì không nghĩ dưới góc độ lọc doanh nghiệp hay không nghĩ là 10 phần trăm doanh nghiệp có thể sống sót được <laughs> tuy, tuy, nhiên thì cái đó cái đó là lại là lợi thế của Jim Chama hiện nay đó bởi vì theo cái phân tích từ business finance đó, là là gọi là cái um, cái, cái sức khỏe của doanh nghiệp úc đó, nó vẫn còn ở cái mức tất chấp nhận được đó là doanh nghiệp yeah. úc đó là kinh kinh tế thì khó khăn tuy nhiên thì cái nợ của doanh nghiệp vẫn còn ở mức thấp và các doanh nghiệp thì mặc dù là có những cái ngành đặc biệt khó khăn như là ngành xây dựng chúng ta vẫn thấy là đóng yeah. cửa hàng ngày hoặc là ngành bán lẻ cũng hàng ngày cũng có nhiều doanh nghiệp đóng cửa tuy nhiên cái thống kê là cho thấy là cái business finance của úc hiện nay nó cũng đang ở trong tình trạng vẫn còn tốt hơn rất là nhiều so với những năm 90. vâng chắc chắn yeah. là như vậy thì nếu mà ương Kim, Kim, Kim khang đã đề cập một cái yếu tố khá rất là quan trọng là về thời của jim chammer hiện tại so với thời poker thì ở đây là ở cái mức quá dễ dàng yeah. Cái đầu tiên là chúng ta không có bị những cái núi nợ của những đại công ty yeah, yeah. Chúng ta thấy những thương vụ nhỏ đang bị tình hình khó khăn Tại vì yeah. uh, tiền lương tăng vì lạm phát, những thương vụ nhỏ đóng cửa yeah. Nhưng chúng ta không thấy những sự sụp đổ Chúng tôi phải nói là sụp đổ của yeah. những đại công ty như yeah. đã Thời vô kế tình Và cộng thêm một cái yếu tố rất là quan trọng Là vì ở dưới thời của ông Jim Chalmers hay là thời điểm hiện tại Chúng ta không có 11% tỷ lệ thất nghiệp Yeah. Nếu chúng ta có chúng ta có bốn phần trăm thôi. Dạ đúng đúng vâng. Yeah. Ờ, đương nhiên là đó đây là một cái, cái điểm so sánh mà làm cho uh, cái thập niên 90 là một cái thập niên nếu mà chúng tôi hay nói đùa một cái thời kỳ rất là đau thương. Yeah. Rất là nhiều người thất nghiệp yeah. tại vì người ta nghĩ là hôm nay thất nghiệp thì không biết người hàng xóm tôi ngày mai có thất nghiệp hay không hay là người hàng xóm thất nghiệp hôm nay ngày mai có tôi thất nghiệp hay không. Yeah. Đó là những câu chuyện người ta nói ở thập niên yeah. 90 thậm chí của những người Việt chúng ta sống ở thập niên 90 chúng thấy là ra trường xong đi lái taxi đến 6 tháng đến 10 tháng sau ừ, đó mới có một công ừ. việc. Ừ. Đó là những cái điều mà chúng tôi đã chứng kiến vào 30 năm trước, 33 ừ. năm trước ừ. là đó là những chuyện đã xảy ra. Ừ. Tuy nhiên chúng vào thời điểm này thì chúng ta không có những vấn đó. vật giá leo thang chúng ta vẫn có. Tuy nhiên chúng ta không có cái sự bị đuổi người hàng loạt rồi hôm nay người này mất việc, người ngày mai người kia ừ. mất việc, vợ mất việc, chồng mất việc. Chúng ta không có điều nó xảy ra. Ừ. Cho nên nói về một cái là khó khăn đến nó gọi là báo động đó thì yeah. chúng ta chưa có xảy ra trong người 100 mà rồi còn tốt hơn rất là nhiều từ <laughs> sau <so với> thời <laughs> marketing yeah. yeah. vậy. Là anh 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 Huy chứng kiến cái uh, giai đoạn lịch sử của những năm 90 rồi đúng không ạ? Yeah. Yeah. Thì uh, với cái kinh nghiệm của anh đó là anh có thể dự báo cái kinh Úc nó có thể coi như là lâm vào tình trạng khủng hoảng hay không sau khi mà thống kê cho thấy là cái thu nhập bình quân đầu người liên tục trong 3 quý gần đây là giảm. Bởi vì một trong những cái lý do giảm đó theo các nhà kinh tế đó, người ta đưa ra đó, giải, đưa ra cái giải thích đó đó là do cái tốc độ dân số tăng thì chúng ta cũng biết là thu nhập bình quân đầu người có là tính tổng cái GDP là tổng sản phẩm quốc dân làm ra chia cho cái dân số đúng không? và yeah. nếu mà dân số tăng thì mà nó tăng vượt quá cái tốc độ của cái cái, cái, cái tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đó thì yeah. chắc chắn là cái thu nhập nó sẽ giảm. Right. Như vậy thì nếu, với con số giảm đó thì theo anh thì nó có đủ đáng để báo động là kinh tế Úc chuẩn bị lâm vào khủng hoảng hay chưa Dạ vâng à, cái, cái điểm mà, 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 mà nguyên khang vừa đề cập đó một điểm rất là hay thì để nếu mà nói mà về GDP đầu người hay là GDP thì có vẻ là đối với khán giả thì cũng đã hơi hơi có vẻ khó hiểu nhưng dạ. mà chúng ta nói một cách đơn giản hóa lại một cách dân gian đó ừ. thì cái đầu tiên đó quý vị là người người khôn của khó Đúng không? Dạ. tại vì đông dân, đông dân thì đời đều. sống chúng ta phải khó khăn hơn dạ đó đó là mình chúng tôi đang cố gắng thu nhỏ lại để cho quý vị ừ. mường tượng được những cái dấu hiệu tại sao. Quý vị cứ so sánh ở thập niên 90 mình đi đi xe từ A đến B tốn có 15 phút ừ. mà bây giờ tốn đến hơn nửa tiếng hay 35 phút được. thì cái đó là cái điều khó khăn rồi. Ừ. Ừ. À, ngày xưa chúng ta cầm một người đi làm công nhân đủ để trả tiền nhà, đủ để trả tiền ăn uống ăn quay một tuần hai lần. Đó là ừ. cái thực tế ở thập niên 90 thì chúng ta vừa đủ và vẫn còn dư chỉ một phần nhỏ thôi. Ừ. nhưng mà bây giờ một người đi làm vậy không đủ để trả tiền rent ừ. chứ còn thậm chí những giải trả tiền điện hay là những thứ khác là khó khăn yeah. thì đời sống chúng ta đã bị sụt rồi yeah. thì đúng như là cái lời Kim Nguyên Khang vừa đề cập đó là cái GDP là tổng sản lượng của chúng ta cái năng suất của chúng ta nó bị yếu đi nó sẽ phản ảnh qua cái đời sống chúng ta sẽ bị thấp xuống. Yeah. Đó, cái đó Kim Khang thấy rõ không? Yeah. Tại vì ở đời sống sướng quá đó là làm 10 đồng là đủ ăn rồi yeah. còn bây giờ làm 20 đồng cũng không đủ ăn thì cái yeah. đó là cái cách mà để cho quý vị thấy được là trên thống kê thì GDP 0.1% nhưng mà thật ra chia đầu người thì nếu mà không nhờ dân số nó vào đây chúng ta đã bị âm rồi yeah. thì đời sống chúng ta bị đi thụt lùi. Yeah. Chúng ta làm hai vợ chồng làm 200 ngàn cũng không đủ để mà deposit 20% của căn nhà yeah. trong vòng 3 năm tới. Yeah. Thì Kiều Hoàng thấy là đời sống nó bị bị rất là khó khăn. Ở thập yeah. niên 90 thì một người đi làm công nhân nuôi vợ con và vẫn có thể để dành Yeah. 2, 3, 4 năm sau để tiền được mua một căn nhà yeah. cái đó là cái sự khác biệt yeah. cho nên đời sống chúng ta khó khăn nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta ở úc mà không nhập cảng di dân thì chúng ta đã bị gdp đã bị âm từ lâu rồi không? Yeah, yeah. 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 khi mở đầu chương trình đó thì khi anh nhắc đến Poketing thì anh có nói một câu là à, cái câu bất hủ của ông đó là vào thời điểm đó đó ông declare có nghĩa là chính thức công bố đó là the recession we have to have đó là cái cuộc gọi là khủng hoảng kinh tế mà bắt buộc chúng ta phải có để dũng cảm đối mặt với nó để mà xây lại thì yeah. theo anh thì tới cái nước úc của chúng ta hiện tại tới cái ngưỡng mà chim mà nên công bố là bắt đầu vào giai đoạn recession <laughs> chúng ta sẽ phải đối diện với thực tế <laughs> và giải những bài toán hóc búa về kinh tế hay chưa vâng ừ. ờ, cái thật có một có một cái điểm khác biệt đó nguyên khang là bây giờ chúng ta đang ở vào 30 năm 30 30 30, 30 đến 35 năm sau đó thì chúng ta đang ở trong một cái nền kinh tế toàn cầu Yeah. cho nên uh -huh. chúng nó khác nhau là cái điểm nó uh -huh. không phải là riêng nước úc yeah. vì người ta cho rằng là kinh tế nó dính cục vào với nhau là kinh, uh -huh. kinh tế toàn cầu mà yeah. ví dụ như là ở china mà khỏe mạnh thì úc cũng khỏe mạnh bán sắt được cho china uh -huh. yeah. hay là dân trung lưu của china lên thì chúng ta bán nhiều thịt bò hơn bán nhiều uh -huh. lobster hơn yeah. cho nên nó dính cục lại với nhau đó uh -huh. quý vị theo đó là vậy còn nếu mà mỹ mà sản xuất được nhiều những máy móc thì mang nhà máy đúng bangladesh uh -huh. xuống campuchia thì yeah. đó là những cái sự cục lại với nhau yeah. cho nên người ta cho rằng nếu ở Bắc Mỹ hay là ở Châu Âu đang hạ lãi suất ừ. thì từ từ Úc cũng phải hạ lãi suất yeah. cho nên là ông Jim Chan, ông nói là chúng ta sẽ soft landing có nghĩa là à, hạ cánh là an toàn à, hơn à, chứ không phải là vì cái yếu tố là yeah. kinh tế bây giờ nó dựa vào nhau chứ yeah. không phải là kinh tế lẻ loi, yeah. Giống như là ngày xưa yeah. nó gọi là isolationist là à, yeah. ở Úc xảy ra vậy thôi từ người yeah. ta so sánh vậy nhưng mà bây giờ nó lại thành một cụ yeah. là tại vì quý vị thấy là người ta hay theo dõi về những tình hình kinh tế tài chính thế giới là tự nó liên quan đến nước úc, yeah, liên yeah. quan đến không có khi nào mà tự nhiên dow jones lên ừ. mấy ngàn úc lại đi xuống hết, yeah. đúng là đó là một 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 cái sự so sánh nó gọi là uh, nó khác nhau về cái thời điểm. Yeah. Như yeah. Vậy. Yeah. Yeah. cảm ơn anh đã cho em một cái nhìn khác và nghĩ là quý khán thính giả của việt Nam, australia cũng có cái nhìn toàn diện hơn sau cái phân tích của anh huy có nghĩa là nếu chúng ta so sánh tình hình của nước úc của thời Pocketing và tình hình kinh tế của nước vào thời Trung Trương thì cũng rất là khó so sánh bởi vì cái bối cảnh kinh tế vào thời điểm đó thì nó cũng chưa có đạt cái mức độ toàn cầu hóa giống bây giờ. Bây giờ thì cái sự liên kết giữa các nền kinh tế nó trở nên chặt chẽ hơn. Yeah. Cho nên là một cái việc làm hay là một cái 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 gọi là cái điều hành kinh tế nó cũng sẽ khác nhiều so với trước đây đó là chúng ta đặt trong bối cảnh là nó nó có tính liên kết nhiều, yeah. hơn. hay hay là tiếng yeah. Anh nó gọi là global economy nó là một kinh yeah. tế toàn diện của toàn cầu yeah. ảnh hưởng chung chứ chúng ta không nói nó chiến tranh ở Ukraine với lại USA thì mặc mình nó không mắc mớ đến mình nhưng mà thật sự nó rất là ảnh hưởng thưa quý vị tại vì giá dầu yeah. giá xăng rồi những vấn đề nhập cảng thì uh, đó đó và và cái đồng bạc của chúng ta nó cũng phải giao động theo cái thời tình hình của thế giới Dạ. Nếu chúng ta là cái 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 đồng bạc của Úc là đồng bạc commodity đi, nếu tình hình nó cứ lộn xộn mà cứ đánh nhau liên tục ở Trung Đông đó, thì cái đồng bạc chúng ta sẽ bị mất giá thì đó dạ. là một cái sự liên kết đó, nó nó dạ. ảnh hưởng nó ảnh hưởng dây chuyền với nhau dạ. chứ không có lẻ loi được. Dạ. Dạ. Thì khi mà so sánh vào hai cái chính phủ cũng như là hai cái bộ trưởng ngân khố đó thì đúng là chúng ta cũng đã qua cái phân tích của anh Huy thì chúng ta đã có nhìn thấy những cái nét tương đồng cũng như những sự khác biệt rồi. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt lớn nhất theo Khang đó đó là cái thời của Pocketing hoặc và và Bob Hawke, đó, đó, là chính phủ họ đã trải qua một cái thời gian dài ít nhất là 8 năm của thời Bob Hawke, và 7 8 năm sau đó nữa của thời Pocketing. Nhưng mà chính phủ hiện nay thì Anthony chính phủ của Anthony Albanese hay là bộ trưởng Jim mà thì cũng chỉ mới có chưa đầy 3 năm, chưa hết một nhiệm kỳ đúng không? Cho nên <laughs> yeah. là cũng khó để đánh giá. Dạ yeah, vâng. Uh, lại một mặt <laughs> lại một cái sự thay đổi khác về cái đường hướng chính trị là yeah. ở vào những thời trước á, thì tao chú nhận thấy đó người ta hay nói với nhau đó thông thường một chánh phủ lên người dân thường thường cho hai hay đến ba nhiệm kỳ. <laughs> đó, nhưng mà bây giờ đó thưa quý vị thì nó hoàn toàn khác hẳn là tại vì uh, cái sự hiểu biết cái sự kiến thức của người dân hay là những cái sự mà tham gia về chính trị của dân nó nhiều hơn à, họ yeah. nghe tin tức dân là vì thông tin nó thông tin nó quá nhiều yeah, nên là yeah. nằm trong tay của họ ừ, trong trong cái rồi. phone của họ đúng rồi, rồi đúng cho nên cho nên là cái sự nhận thức của họ tin tức nó quá nhanh cho nên họ đánh giá rất là lẹ yeah. cho nên những cái chuyện mà xảy ra về chính trị nó rất là nhanh chứ yeah. nó không có cái cái kiểu mà phải đợi ôi thôi ông này ông làm mà thôi kệ nó cho hai, hai nhiệm kỳ nữa đi rồi từ từ mới thay đổi thì cái sự khác đó là cái sự khác biệt yeah. và chúng tôi yeah. nghĩ rằng cái gì nó có thể xảy ra được nếu yeah. tình hình kinh tế xấu và người dân bắt đầu than phiền thì họ để. sẽ dùng cái thang phiền đó đánh một cái lá phiếu của họ để, để. mà thay đổi chính phủ để. cho nên không cái điều đó là không có không có điều gì mà chúng ta ngạc nhiên để. và chúng ta thấy rõ được đó, kinh tế hay là cơm áo gạo tiền đó để. vẫn là một cái yếu tố khá là quan trọng để. ở trong những cuộc bầu cử mà chúng ta vừa thấy như cuộc bầu cử về trong cái cái quốc hội của EU là của của của, ừ. của, 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 của Liên minh ở châu ừ. thì có một cái sự bất đồng là họ đã nghiêng hết về về về, về cánh hữu lý do là ừ. vì kinh tế là vấn đề huyết yeah. mạch yeah. và nhiều khi họ không không cần biết vấn đề môi trường nữa môi trường yeah. là thứ yếu yeah. cho nên năm năm trước môi trường ừ. là là Đúng là một thứ mạnh cho Đúng nên rồi. là tất cả là họ xoay về cái vấn đề môi trường yeah. và họ họ cho rằng nhưng mà khi mà kinh tế khó khăn đó yeah. thì họ lại đi ngược về ai đưa ra cái kết quả tốt nhất về kinh tế cho gia đình họ yeah. thì cái lá phiếu sẽ về đó yeah. nên cái khi mà thấy là đó là một cái sự thay đổi khá là lớn. một cái 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 kiểu kiểu thực tế giống như Donald Trump như đó thôi. Dạ vâng. thì Donald Trump là là một cá nhân mà tôi nghĩ <laughs> th rằng là rất là đặc biệt là tại vì đã là một là một đàn anh của thế giới đi, một số power <điggle> thì th thì ông ta lại đi về cái hướng là oh, nếu các anh là đời dân người đồng minh á những đồng minh của mình không trả tiền thì làm sao nước mỹ bảo vệ các anh được yeah. thì đó là những cái kiểu mà uh, tiền trao cháu múc <laughs> thì đó là cái đó là một cái một cái một cái hiện tượng rất là mới đối uh. đối với mỹ thì mỹ là Ồ, chỗ nào đánh nhau thì mỹ cũng ra tay là người đàn anh để yeah. bảo vệ hay là bảo vệ những cái chư hầu hay là bảo những đồng minh yeah. còn trump thì lại người nào chung tiền thì 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 thì, thì, thì mới bảo vệ thế vậy đó là những yeah. cách suy nghĩ mới và cái gì nó cũng về nước mỹ đầu tiên yeah. chứ không phải là về thế giới yeah. uh, cũng có một, cái nét tương đồng nữa là khanh thấy là thời của Bob Hawke là thủ tướng đó thì gần, như là ông sát cánh với Pocketing bộ trưởng ngân, khổ, thì nó cũng có cái nét tương đồng với lại thời hiện nay đó là thủ tướng Anthony Albanese cũng gọi là kề vai sát cánh với lại Jim Chalmers đúng không tất cả các thủ tướng thì thì trong những cái bộ nội các <laughs> cái người đầu tiên mà gọi tay phải vẫn yeah. là treasurer. treasurer thì treasurer yeah. thì tiếng anh nó gọi là ở úc thì chúng ta gọi là treasurer nhưng mà thật sự đó trên trên về trên thực tế đó, đó là bộ trưởng kinh tế thì... à, yeah. chúng không không gọi là icon những nước yeah. đông á là gọi là bộ trưởng kinh tế nhưng mà đối với những cái hệ thống westminster thì gọi là treasurer yeah. là cái yeah. người tay phải yeah. thì vậy phải là kinh tế đúng không? tại vì yeah. cái đó là vấn đề tiền bạc hay là về về kinh tế của gia đình của yeah. người dân là vấn đề huyết mạch rồi sau đó những bộ trưởng khác là tại vì yeah. cái đó là cái huyết mạch về domestic có nghĩa là về trong nội bộ còn đương nhiên là những cái những cái bộ phận quan trọng khác như là quốc phòng hay là ngoại giao thì cũng được rất là quan trọng nằm trong bộ đội yeah. khác nhưng mà đối với người dân đối với cái lá phiếu đó thì kinh tế vẫn là là số 1 yeah. cho nên là uh, Nguyên Khang thấy bất cứ chính phủ nào nó là Prime Minister rồi kế đến là Treasurer, Treasurer này, dạ. nhân vật số 2 dạ. Yeah. <laughs> thì cũng trải qua chính phủ hiện nay đã cũng trải qua 2 phần 3 đoạn đường của nhiệm kỳ đầu tiên rồi thì theo anh đánh giá là những cái chính sách kinh tế nó có phù hợp hay là nó có được đánh giá cao để họ có thể tiếp tục nhiệm kỳ nữa hay không? À, vâng thì rất rất là khó nói về nếu mà về kinh tế gia nó về góc độ kinh tế đó, thì những dạ. kinh tế gia cho rằng đảng lao động vừa qua đã đã mất đi một cơ hội để làm những cái sự mạnh mẽ để cải tổ về ngân sách cũng dạ. như là về ấy uh, ngân những ngân sách vừa rồi nó, nó rất là uh, tạm bợ và nó có ừ. kiểu chấp vá dạ. và cũng là vì lý do đó thì có lẽ là những người mà quan tâm đến vấn đề đời sống đó yeah. thì họ sẽ mất niềm tin vào chính phủ lao động về cách mm -hmm. lèo lãi. Mm -hmm. à, nhưng mà song song với lại những cái những cái cái cái, cái, cái những cái yếu điểm đó, đó thì họ cũng đang cố gắng đi theo những cái vùng máy mà gọi là đáp lại những cái sự uh, yêu cầu của người dân hay là yeah. những cái sự phẫn nộ. Nhưng thứ nhất là về immigration yeah. thì cái điểm đó là cái điểm ăn khách tại yeah. vì họ biết là họ biết là đảng liên đảng yeah. đối lập đang tấn công rất là nhiều về vấn đề immigration yeah. và để giải tỏa những cái, cái 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 ưu tư mà nó gọi là sự khủng hoảng về gia cư yeah. hiện tại đó thì đó là cái vấn đề mà nó gọi là tactician tactic có nghĩa là những cái đường đi nước bước là những Thinh cái kỹ thuật những cái Thinh lá thuật. bài chính trị mà họ yeah. sẽ đi theo sát cho đến cái ngày cuối của yeah. cái cái bầu cử của vào tháng năm năm 25. Yeah. Thì... Uh, chính trị mà chúng ta nói là một ngày rất là dài cho nên là không biết nó xoay như thế nào và người dân ừ. sẽ sẽ đi về đâu nhưng mà có lẽ là cái yếu tố kinh tế và ngân sách của gia đình hay là những sự khó khăn về đời sống là cái yếu tố quan trọng nhất không cần biết những yếu tố khác <laughs> theo, theo như những cái chuyện gì đã xảy ra trước đó thì chúng ta được. thấy là những cái yếu tố nó sẽ là một cái yếu tố huyết mạch nhất được. mà để chuyển cái lá phiếu của họ đi đâu là để mà được ngồi chung mâm hay là để mà được so sánh với lại pocketing đó, thì chắc chắn là Jim trump cũng như là chính phủ hiện tại buộc phải thắng thắng trong cái kỳ bầu cử sắp tới thì mới hy vọng là cái thời gian đủ để chứng minh chính sách của mình là vâng, vâng, hay vâng. là hay là những cái gọi là chiến thuật kinh tế của mình nó có phát huy hiệu quả hay không vâng dạ đúng tại vì tại vì nếu mà một một thời điểm 3 năm thì quá ngắn, quá ngắn thì phải cần một cái thời gian khá dài 6 năm 7 năm 8 năm thì chúng ta mới thấy rõ được là cái sự cái sự mạnh mẽ cũng như về cái chính cách cái cái cái, cái, cái đường lối cải tổ về thuế vụ như là ngân sách về an sinh xã hội như thế nào một cách mạnh mẽ để cho giữ vững cái hệ thống chúng yeah. I mean, chúng ta đang có một cái cái sự khủng hoảng về ndis là cái yeah. tiền mà yeah. mà để tài trợ cho cái 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 hệ thống mà yeah. cho người tàn tật, tật nó 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 bị bị lũng đoạn quá nhiều yeah. và không thể nào tiếp tục được và yeah. ngân sách Úc nó phải đến một cái tình trạng là phải cắt giảm một cách rất là mạnh mẽ yeah. thì thì chúng ta mới đưa những cái ngân sách đó vô một cái cái nơi mà chỉ cho những người tối cần thiết mới sử dụng chúng tôi yeah. chúng ta không có khả năng để tiếp tục cái ngân sách đó Dạ. Yeah. thì chúng ta cũng chờ xem là liệu là đảng Labour có thể vượt qua được khó khăn để mà tiếp tục thắng cử trong cái điều bầu cử sắp tới hay không và liệu là trong tương lai Jim Trump có trở thành thủ tướng hay không như là pocketing <laughs> ông đã từng là bộ trưởng ngân khố sau đó là yeah. tiếp bước lên làm thủ tướng đúng không yeah. Thông thường thì cái guồng máy chính trị đó đi là người thủ tướng khi mà đã xong đã bị thất cử đi yeah. thì cái người tay phải là thường thường là treasurer là yeah. cái người kế đến thì sẽ đưa tay lên làm làm lãnh tụ đối lập yeah. và để kéo dài một thời gian để chứng minh cái khả năng rồi từ từ mới lên lên thông thường cái đó là cái cái, cái chính trị là như vậy yeah. 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 cảm ơn của buổi theo dõi trao trao đổi rất là thú vị với anh Huy và yeah. xin cảm ơn quý khán thính giả của việt Nam, Australia và nguyên khang xin kính chào tạm biệt quý vị dạ xin chào nguyên khang và xin chào tạm biệt quý vị dạ xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau